Ngày 18 tháng 1 năm 2023, VPF gửi công văn cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đề nghị đội bóng phố núi không sử dụng hình ảnh quảng cáo của nhà tài trợ chính hiện tại, vốn là một nhãn hàng nước tăng lực, khi tham dự V-League 2023. Theo VPF, các hoạt động trong khuôn khổ giải như việc mặc trang phục thi đấu có logo nhà tài trợ, đặt biển quảng cáo trên sân nhà, trong phòng họp báo và các hoạt động thương mại khác của Hoàng Anh Gia Lai đều bị coi là vi phạm điều lệ giải. Trong công văn, VPF giải thích ngành hàng độc quyền tài trợ chính của V-League 2023 là nước tăng lực. Đơn vị này được quyền quảng bá độc quyền V-League nên việc Hoàng Anh Gia Lai tuyên truyền cho nhà tài trợ nước tăng lực khác không được VPF ủng hộ. Ngay sau khi nhận công văn, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi phúc đáp phản đối. Đội bóng phố núi cho biết đã ký hợp đồng tài trợ từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 và công bố đây là nhà tài trợ chính của câu lạc bộ trong 2 năm 2023 và 2024. Nếu không tuân thủ hợp đồng, Hoàng Anh Gia Lai không những mất nguồn thu, không có tiền trả lương cho huấn luyện viên và cầu thủ mà còn phải đền bù thiệt hại cho nhà tài trợ này. Hoàng Anh Gia Lai còn nhấn mạnh, họ là câu lạc bộ từng ký hợp đồng tài trợ chính với một nhãn hàng nước tăng lực khác từ mùa 2021. Sau đó, VPF mới công bố thương hiệu nước tăng lực tài trợ chính cho V-League từ mùa 2022. Theo đại diện VPF, ở mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai hợp tác với thương hiệu nước tăng lực Red Bull không được coi là vi phạm bởi VPF công bố ngành hàng độc quyền tại giải vô địch quốc gia 2022 sau thời điểm hợp tác giữa Hoàng Anh Gia Lai và Red Bull. Còn trong thời điểm hiện tại, việc Hoàng Anh Gia Lai ký với Carabao được coi là vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp về ngành hàng độc quyền trong nghĩa vụ đối với nhà tài trợ. Trước yêu cầu của VPF, phía Hoàng Anh Gia Lai đã có công văn phản hồi và đưa ra giải thích hợp đồng với Carabao ký từ ngày 5 tháng 12 năm 2022, nhưng do hợp đồng với Red Bull kết thúc ngày 14 tháng 1 năm 2023 nên đến ngày 15 tháng 1 năm 2023 mới công bố chính thức. Trong khi đó, VPF công bố tiếp tục hợp tác cùng Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5 tại giải vô địch quốc gia Nai Úp 2023 ngày 5 tháng 1 năm 2023 nên họ không vi phạm. Trong khi đó, Bầu Đức tỏ ra rất bất bình với công văn của VPF và cho biết ông sẵn sàng giải tán Hoàng Anh Gia Lai và bỏ giải. VPF không cho Hoàng Anh Gia Lai quảng cáo cho nhà tài trợ thì chúng tôi nghỉ đá, không có vấn đề gì cả. Trên thế giới này, không có đội bóng nào tồn tại nếu thiếu nhà tài trợ, ông Đức chia sẻ. Trước những căng thẳng trên, mới đây, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết, nhà tài trợ chính Carabao sẵn sàng tài trợ luôn cho V-League năm 2023 đến năm 2024 sau lùm xùm, đụng hàng, tài trợ nước tăng lực giữa đội bóng phố núi với nhà tài trợ hiện tại của V-League. Giám đốc điều hành Hoàng Anh Gia Lai và đồng thời là trưởng đoàn của đội tại V-League Nguyễn Tấn Anh cho biết, theo nguồn thông tin đáng tin cậy, nhà tài trợ Carabao bày tỏ thiện chí sẵn sàng trở thành nhà tài trợ chính thức của V-League 2023 và 2024 để góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Carabao là nhà tài trợ chính của Cúp Liên đoàn Anh từ mùa giải năm 2017 đến năm 2018, sau đó đổi tên giải đấu thành Carabao Cup như hiện nay. Ngoài ra, Carabao cũng từng tài trợ cho câu lạc bộ Chelsea và xuất hiện trên trang phục tập luyện của câu lạc bộ này ở 3 mùa giải năm 2016 đến năm 2017, năm 2017 đến năm 2018 và năm 2018 đến năm 2019. Vì thế, tài trợ cho V-League không phải là vấn đề của tập đoàn sản xuất nước tăng lực lớn thứ hai Thái Lan này. Về phía VPF cho biết không thể có ý kiến gì về chuyện này khi Sâm Ngọc Linh Kon Tum đang là nhà tài trợ cho V-League và hợp đồng còn đến tận năm 2024.